năm 2011, chị Nguyễn Thị Hiền có cuộc sống đầy đủ ở thành phố Thái Nguyên. Thế rồi một ngày, chị quyết định bỏ phố lên núi, mà lại là hồ núi Cốc, nơi hoang vu, cô quạnh. Ban đầu tôi bước chân vào đây, rừng nó rất là rậm, đường đi nó cũng không ra hồn, lúc thì nước lên nó ngập, lúc thì nước xuống thì tôi đi được. Và điện cũng không có, nó không có cái gì cả, nhà cửa không có, nên là ban đầu tôi bước chân vào đây nó là khu rừng hoang, nó rậm kinh lắm. Nên là đi từ đây ra ngoài kia để hỏi lại lịch sử thì ai người ta cũng bảo tôi là điên. 8 năm sau. Đây là thành quả của ý định bỏ phố lên núi. Một trang trại rộng 13 hectare. Chị Hiền đã cải tạo mảnh đất hoang vu này như thế nào? Gia đình chị Hiền vốn sinh sống bằng nghề khai thác cát sông. Thế nhưng làm cát vất vả lại bấp bênh. Năm 2011, chị quyết định trở về để làm trang trại trồng cây. Đây là dự định mà chị đã ấp ủ từ lâu. Tôi rất đam mê về cái nông nghiệp nên tôi quay về, tôi quyết định quay về tôi làm nông nghiệp này. Một phần làm nông nghiệp này thì nó chỉ vất vả về chân tay thôi, như về đầu óc thì nó rất là thanh thản. Không phải bon chen, phải suy nghĩ gì nhiều. Có 1 tỷ trong tay. Khi đó chị chọn mua đất ở hồ núi Cốc vì 2 lý do. Thứ nhất là đất rẻ vì hoang vu. Thứ hai là nhà chị đã có sẵn hơn 1 hecta ở khu này, nên chị biết khu đất này rất thích hợp để làm trang trại. Tuy chi phí mua đất rẻ, nhưng chi phí cải tạo và mua cây giống lại quá cao. Để có tiền trang trại, chị phải chạy vậy, vay mượn khắp nơi. Vay tiền ngân hàng rồi thì bìa đỏ của mẹ tôi cũng mang, tôi cắm, tôi vay ngân hàng hết. Thế rồi đất của mẹ tôi ở dưới đường tôi cũng bán đi, xong rồi tôi vay tiền tôi đầu tư vào đây. Đam mê mẹ gàn không được, cuối cùng đành bà cũng thuận theo, bà cũng cho bán đất đi xong rồi cho vay. Có đất trong tay rồi, nhưng sức của mình chị Hiền sẽ làm được tới đâu? Nhiều người hoài nghi, chế giễu về sự lựa chọn và công việc chị đang làm. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, gần 4 năm cải tạo liên tục, những vạt keo đã dần vắng bóng. Những gốc giang, gốc nứa cũng được cuốc lên. Thế vào đó là những giống cây ăn quả mới đầy tiềm năng và chứa đựng trong đó biết bao nhiêu kỳ vọng của chị. Không bỏ trứng vào cùng một giỏ là tôn chỉ của chị Hiền từ khi lập trang trại trồng cây. Có đến 30 loại cây khác nhau được chị Hiền lựa chọn trồng trong khu vực 13 hectare rộng lớn này. Tôi trồng những cây dài hạn để sau này đến đời con đời cháu tôi vẫn thu được. Vì đây tôi trồng là có chám đen, chám trắng, sấu mít và cây vú sữa, cây dừa. Cần đến những loại cây thì toàn những cây ra quả quanh năm thôi. Ở sát chân đồi và gần mặt nước, chị Hiền trồng cây dừa nước. Lên cao hơn một chút là diện tích trồng bưởi, quất hồng mì. Từ lưng đồi lên đến đỉnh, chị Hiền trồng mít, chám, dứa. Những loại cây khác được chị trồng xen dưới tán những cây chính hoặc trồng ở khu vực lối đi. Tổng tất cả là gần 30 loại cây, trong đó có cả những loại cây tổng hợp, thậm chí như là cây rau ngót rừng tôi cũng trồng này, cây quả vả tôi cũng trồng, cây dâu da đất tôi cũng trồng này. Đấy là những loại cây mà đơn giản nhất của rừng tôi cũng vẫn trồng. Đa dạng các loại cây, cho nên mùa nào cũng có để thu hoạch. Và trường hợp mà có rớt giá thì chỉ rớt giá một loại cây, không thể rớt giá được tất cả các loại dây cây được. Một trong nhiều cây trồng được chị Hiền xác định là mũi nhọn từ khi làm trang trại tới nay là cây mít. Không chỉ trồng vài trăm cây mít ta, chị Hiền còn trồng khoảng 1.000 cây mít Thái. Theo chị tìm hiểu, loại mít này ăn rất ngon, giòn, lại cho thu tới 2 vụ trong một năm. Kết hợp với mít ta, trang trại của chị sẽ có mít bán quanh năm. Giống mít của Việt Nam mình ấy thì nó chỉ ra, cái mít dai nhà tôi cũng có, nhưng nó chỉ ra vào tháng 6, tháng 7, nó chỉ ra một năm có một vụ thôi. Tôi đã thử xử lý xem nó có được 2 vụ một năm, không xử lý nổi. Và đặc biệt là nó không chín ở mùa đông. Còn cái giống quả này là nó sẽ chín vào tháng 8, tháng 9 một đợt và tháng 2, tháng riêng, tháng 2, tháng 3 một đợt. Thì thị trường tiêu dùng họ thích hơn, còn cái kia về mùa hè nó nóng quá.
Để mít và các loại cây trong trang trại có chất lượng cao nhất, chị Hiền chỉ tin dùng các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ. Theo đó, mỗi gốc mít trên 3 năm tuổi, chị sẽ bón từ 80 đến 100kg phân chuồng hoai mục cùng một ít kali một năm. Đây là bao phân. Phân thì thường thường một năm là tôi bón hai loại, hai lần phân, một lần vào tháng riêng, một lần vào tháng 6, nhưng tôi để cả bao. Khi một cái bao tải này tôi sẽ rạch một chiều trên độ 30 phân và chiều dưới độ 30 phân. Sau đó khi nước mưa nó vào nó sẽ ngấm dần để cho cái rễ nó thò lên nó ăn. Xong đến khi mà nó ăn tơi rồi, đến lúc nó mục cái bao tải thì là đến lúc bấy giờ phân nó cũng tơi hoai mục, tôi mới tung ra khắp gốc này luôn, là thành một lần mùn. Về nguyên tắc thì theo như quy trình dạy là đào rễ lên để bón phân. Thế đào rễ lên thì cái cây mít này đào chỗ nào cũng có rễ rồi. Thì cái thứ nhất đào như nó bị đứt rễ, cái thứ hai là nó rất nhiều công. Thì cái công thuê đào rễ lên, đào lên xong để bón phân thì bằng tiền tôi mua thêm một bao phân nữa. Thế tôi đặt ngay lên trên đấy và những cái rễ non ấy tôi theo dõi là nó bò hết lên những cái bao phân nó ăn. Bên cạnh bài toán quy hoạch dài hạn, chị Hiền còn tính toán để nhanh có nguồn thu. Những cây dứa được chị lựa chọn không chỉ nhanh cho thu hoạch, đầu ra thuận lợi, mà trồng loại cây này, theo chị, còn góp phần chống xói mòn, rửa trôi đất rất tốt. Trồng đa tầng tán, trồng xen canh, lấy ngắn nuôi dài. Cái cây dứa này ấy, thì khi những cái cây tầm cao mà chưa đan tán thì tận dụng. Và đặc biệt là cái cây dứa nó có cái hay, kể cả đến khi cây tầm cao mà đan tán rồi thì cây dứa nằm dưới nó không ảnh hưởng gì cả. Cây dứa ăn rễ rất ít, mà quả của nó ra vào mùa nắng này ấy, nếu như có những cây tầm cao che tán, đương nhiên ta đỡ được hẳn một cái công để đi buộc túm cái lá dứa vào để tránh nó bị giám quả. Mà đất đồi dốc như này thì trồng xen canh những cây, đặc biệt như cây dứa là tránh trôi rửa màu của đồi núi, nên bón phân vào đến đâu nó giữ được lại hết đến đấy. Thì những cái phân nào mà cây dứa ăn thế, còn những cái nào mà nó trôi sâm ngấm sâu thì lại những cây tầm cao ăn. Nhờ những nguồn thu từ các loại cây ngắn ngày, chị Hiền có thêm đồng ra đồng vào để chi tiêu xoay sở trong khi chờ những cây chính cho thu hoạch. Tôi nhờ thu tiền dứa thì vừa là trả lương công nhân này, vừa tiền phân tái tạo lại vườn. Vì trồng cây ăn quả là không như những cây khác, là phải luôn luôn có phân chuồng hoai mục cho công nhân bón tại gốc thì nó mới làm tạo xốp đất. Đi tuần đêm, công việc dường như chỉ dành cho đàn ông, thì với chị Hiền, nó là công việc hàng ngày. Chỉ với một đèn pin nhỏ và một con dao. Vì đây là đất của nhà tôi mà, nên tôi có thể đi vào bất cứ lúc nào, kể cả nửa đêm. Khi tôi đã gây dựng ra khu vực này mà tôi lại sợ đêm nữa thì làm sao mà tôi gây dựng được nó. Đêm là lúc côn trùng sẽ ra tấn công cây trồng. Đi tuần ban đêm sẽ giúp chị phát hiện sớm được sâu bệnh trên cây. Chỉ đi tuần những cây ăn quả chính thôi. Những cây ăn quả chính này là đi tuần trong đêm, độ vài đêm tôi đi một lần thì tôi mới phát hiện ra là những cái quả nào mà nó bị sâu bệnh là tôi phát hiện tôi loại bỏ ngay. Còn không thể đi được hết diện tích đâu. Chắc là chỉ đi được khoảng độ 1 hecta, hơn hecta gì đấy trong một đêm thôi. Trong một buổi tối thôi, đi theo trong tầm thời gian khoảng 2 tiếng. Chăm sóc vườn cây tỉ mỉ là vậy, tính toán chu đáo là vậy. Vụ mít đầu tiên, chị Hiền chắc mẩm sắp thu hồi được chút ít công sức đầu tư. Thế nhưng, thời tiết đã không ủng hộ chị. Trồng sau 18 tháng bắt đầu bói. Thì khi bói đợt đầu và đúng cái đợt rét đậm rét hại nặng ấy, nó rụng sạch quả. Thế thì ngày đấy cũng thất vọng vì chưa được thử nên không biết là chất lượng nó thế nào. Không nản chí, chị Hiền tiếp tục chăm sóc vườn mít bằng tất cả tâm huyết của mình. Sau một thời gian, các cây mít lại tiếp tục ra hoa và đậu quả. Các quả mít lớn dần, niềm hy vọng cũng lớn dần. Cuối năm 2015 lại bị hỏng một đợt nữa là do sương mưa muối. Quả mít đã ra lủng lẳng khắp vườn rồi mà cuối cùng một trận mưa muối thối tiệt cả vườn luôn, thối trắng cả vườn luôn. Cũng rất buồn. Rất là thương mẹ, nên thế là cháu từng ngày sẽ phụ giúp mẹ khá rất nhiều việc. Từ việc làm đồng đến việc nhà, rất là nhiều. Bằng cách vay mượn tiền từ gia đình, cộng với nguồn thu từ chăn nuôi và cây ngắn ngày, chị Hiền lại đầu tư vào vườn mít cùng những loại cây ăn quả khác. Chị tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
sau chờ một năm sau, nó vào 2 năm rưỡi, thì nó cây đấy nó bói được 4 quả. Thằng bé nó thấy thơm, đi qua thấy thơm cái nó bất ngay về bổ. Hai mẹ con ăn chất lượng, tức là không thể ngờ tới là múi nó lại to mà nó lại ngọt đến như thế. Thế là hai mẹ con còn bảo nhau, thế lần này mẹ con mình thành công rồi. Cái đà như thế này thì mỗi một năm doanh thu trên 1 hecta, cả cây tầng cao lẫn cây tầng thấp mà chăm đúng theo quy trình thì không bao giờ dưới 200 đến 300 triệu tiền lãi trên một năm. Cơm ăn rồi còn 150, mỗi ngày tôi như thế. Tôi rất tự hào mẹ cháu bởi vì mọi người rất là mến quý mẹ cháu. Đấy, bởi mẹ cháu lập lên cơ nghiệp. Với cái nghị lực của mình, chị Hiền cũng đã vượt lên rất nhiều khó khăn để có thể là xây dựng lên một cái cơ ngơi, có nghĩa là khá là hoành tráng, một cơ ngơi rộng lớn, với diện tích ăn quả rất nhiều, rất nhiều chủng loại cây chứ không chỉ riêng cây mít. Đó có thể coi là một cái tấm gương rất chi là sáng, một tấm gương có thể để cho những cái người trẻ, những cái công nhân trẻ trong xã Bốc Chiều cũng như là các những cái công dân của những công nhân trẻ của thành phố Thái Nguyên có thể noi gieo học tập. Được ví như vịnh Hạ Long trên cạn giữa núi rừng với 89 hòn đảo lớn nhỏ, hồ núi Cốc huyền bí ngày nào đang từng ngày được điểm tô thêm những gam màu sắc mới, thân thuộc hơn, xanh tươi hơn. Góp phần trong đó là người con gái xứ Trà đầy bản lĩnh Nguyễn Thị Hiền. 8 năm sương gió, chị đã tạo được cơ ngơi bề thế và phủ xanh cả một vùng đất trống đổi trọc. Điều động lại trong chị chính là bài học vươn lên chính mình.